Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì đã có một đôi bạn ở tận thành phố Hồ Chí Minh chốt luôn một cặp CB300. Hôm trước thì mình có video quay chi tiết và báo giá nó trong tuần lễ vàng. Cửa hàng của Duyên đang bán chỉ còn là 109 triệu thôi. Và tuần lễ vàng này sẽ kết thúc vào thứ 6 tuần này. Hôm nay thì đang là ba tay nha. Mời các bạn xem. Đây, hôm nay đang là ba tay tháng 4 năm 2024. Thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ hết tuần lễ vàng. Và bên mình về được chỉ có 3 xe thôi. Thì bên mình hiện tại bây giờ còn thêm một phiên bản màu đỏ nữa nha các bạn. Bạn nào nhanh tay có thể chốt luôn. Còn bây giờ cặp màu đen này nó sẽ về với chủ nhân mới ở tận thành phố Hồ Chí Minh, do hai người bạn mua luôn ha các bạn. Bây giờ đây là cái điều mình đang mong mỏi. Mình sẽ đề máy cho các bạn nghe tiếng máy, tiếng bồ của xe, ok ha. Còn cặp này đều là màu đen hết nha các bạn. Đây, tất nhiên là bên mình đã câu bình đổ máy hết rồi. Làm luôn ha. À rồi, địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nằm ở ngay trung tâm chợ Mỹ Xuyên đó các bạn. Cách chợ chỉ có 100-200m thôi. Rồi, quay trở lại nha. Đây, bây giờ mình sẽ đề luôn nha các bạn. Đề luôn ha. Wow. Các bạn, nghe tiếng bồ đó ha. Rồi, ok ha. Mời các bạn xem luôn cái đèn xe nè. Xe sở hữu hệ thống đèn LED full LED nha các bạn. Tất nhiên là vắc xin. Đây, vắc xin nè. Pha luôn ha. Khi mình mở khóa lên là mình thấy đèn xi nhan nó cháy luôn như thế này. Rồi khi mình bật xi nhan bên nào thì bên đó nó sẽ chớp sáng hơn. Nó sẽ chớp sáng hơn nha, để mình thử cho các bạn xem. Đó. Ha, bên này vẫn cháy nha mà nó cháy luôn nè. Bên này mình bật xi nhan sẽ sáng hơn. Ok ha. Để mình tắt nha. Đó, mình tắt thì cả hai cháy như thế này. Nói vậy đó các bạn. Rồi. Bạn Giang. Tiết lộ luôn nha, bên mình về thêm click màu đen nè các bạn, màu đen xám. Đây là cụm đèn hậu. Mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn đôi bạn ở tận thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ luôn một cặp dòng xe này. Một chiếc Naked Bike 300 phân khối. Hôm trước thì mình có quay chi tiết lắm rồi. Và thông số kỹ thuật. Đây, có pha đó các bạn, đang pha ha. Xi nhan. Xi nhan đó các bạn. Tất nhiên là ABS đôi kênh nè, N ở đây. Báo vòng tua nè. Đó, vòng tua đó các bạn. Có xăng ha. Rồi, mình tắt máy nha. Ok. Quay chiếc này đi. À, một đôi bạn mua mà chưa có bạn quay cái chiếc xe kia không á, thì chiếc xe bên này nó sẽ hơi buồn, đúng không? Màu đen xám các bạn, CB300R. Xe này thì mình nhắc lại lần nữa là Honda Việt Nam đã bỏ mẫu và không kinh doanh cái dòng này nữa luôn. Cho nên là đây là những chiếc xe có thể nói là gần như là cuối cùng ở tại Việt Nam mình. Cho nên là thật là may mắn khi mà đôi bạn đã kết hợp với nhau và sở hữu luôn một cặp như thế này. Và xe này nhập khẩu do chính Honda Việt Nam mình nhập khẩu từ Honda Thái Lan về nha các bạn. Số khung nó vẫn là ML nha. M và L. Hộp trước là Showa nè. Phanh đĩa trước sau là hệ thống phanh ABS đôi kênh nè. Cái phanh này là 4 bít tông nè. Đối xứng nha. Đây. Đường kính hộp rất là to. Đó. Hiện tại bên mình còn một chiếc màu đỏ. Bạn nào quan tâm thì mình hãy chốt sớm đi. Coi nè. Xe này mà các bạn đi phố cũng rất ok. Và đi tour đi phượt thì còn gì bằng.
còn vừa bằng luôn các bạn. Xe này cũng đã câu bình rồi. Đây ha. Đó các bạn thấy nè, khi bật lên là xi nha nó cháy luôn thế này, hai bên này. Là đúng chuẩn nó vậy luôn á, nổ máy luôn ha. Đó. Đó, bật xi nha này. Nó sẽ chớp sáng hơn. Còn khi mà để bình thường thì nó vậy. Để mình xem nha, mình xin phép đọc tên hai bạn nha. Bạn Nguyễn Minh Nguyễn Minh Trí Viên và bạn Mai Ngọc Thạch. À, Nguyễn Minh Trí Viên và bạn Mai Ngọc Thạch nha. Hai bạn này sẽ nhận xe tại bãi Lộc Hà nè. Bãi Lộc Hà này các bạn nhận xe ở đây là ship miễn phí. Xe này là bạn Hạnh chốt nha. Ship miễn phí. Rồi. Các bạn nghe tiếng máy phía bên này lại ha. Rồi ok ha, bình xăng là 10,5 lít. Chiều cao yên này là 800 mm. Hồi đó mình quay rồi mình có lên ngồi ướm thử cho các bạn xem rồi ha. Trọng lượng xe là 145 kg. Một con số cực kỳ thoải mái cho các bạn. Bắt xin đây nè ha. Ha. Đó. Tuyệt đỉnh. 300cc. Xe này thì cần bằng lái A2 nha các bạn. Thật là buồn khi mà phải chia tay nó, nhưng mà thật là vui khi nó sẽ đến với hai chủ nhân mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng hai bạn sẽ có những trải nghiệm thật là vui và thú vị với hai chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ cà số khung số máy cho khách nha. Khách mua về để sử dụng mà. Tại phía sau các bạn nhìn nè, rất là hoành tráng. Cây bô nè, siêu to. Thắng đĩa sau nè các bạn. Gấp nè, rất là đẹp. Vỏ đun lốp luôn. Vỏ sau là 100, để mình xem lại nha. Hình như là 160 á, mình nhớ nó to lắm. Cái định cái gì đó. Vỏ đun lốp nè. Kiếm không bạn? Kiếm kiếm không? Đây, vỏ 150 các bạn. 150 60 nha. Đun lốp. Xe này bên mình cũng đang chuẩn bị ship luôn nè. Tại vì xe tải về thì sẽ ship chung với một chiếc quay thái, một chiếc cúp xi măng, một cặp cúp luôn chứ, chiếc đỏ đó nữa. Bây giờ đang quấn ha. Rồi xe tay ga 50. Đi khá nhiều đó. Rồi AB nữa nè. AB. Mình nhắc lại, hiện tại giá xe trong tuần lễ vàng là chỉ có 109 triệu thôi. So với cái giá đề xuất của chính Honda Việt Nam bán ở thời điểm đó là khoảng 140 á. 140, hôm nay đã là thứ tư rồi nè các bạn. Mình sẽ còn ngày mai là thứ năm và thứ sáu nữa thôi ha. Đây, vào năm tây tháng 4 là hết hạn, đến hết thứ sáu luôn nha mới hết nha. Bây giờ ví dụ như các bạn không có thời gian, mình vẫn có thể là alo liền ngay cho nhân viên để mình chốt và mình giữ là cái giá đó. Rồi sau đó thứ bảy, chủ nhật, thứ hai gì đó có thời gian mình đến nhận xe cũng được, hoặc là mình ship xe và nhận xe sau cũng được ha. Quan trọng là mình chốt với trong tuần lễ vàng này, thì cửa hàng sẽ cố gắng giữ là cái giá 109 triệu này cho các bạn nha. Giá xe này là bao gồm VAT, các bạn về chỉ còn việc là bấm biển số thôi, tức là ra phí lăn bánh đó thôi là xong nha. Và hai bạn ơi, nếu có xem video này xin mời hai bạn vào xác nhận cho mình là xem có đúng là hai bạn đã mua xe ở đây hay không và đúng giá hay không luôn ha. Đây, động cơ nữa các bạn, nước sơn rất là đẹp, thực sự là nước sơn rất là đẹp, nước sơn động cơ là cực đẹp luôn á, tại vì nó nhập Thái mà. Thôi nhìn cụm gì đông nè. Cà luôn đi em. Số khung của nó là vẫn là ML đó các bạn. Xe của Thái Lan nha. ML ha. Có điều là mình không có quay số khung được thôi. Mình không quay thôi.
Đó, là sơn động cơ này. Bức sơn rất là đẹp. Sơn. Đó, hai tờ giấy ghi thông tin đó các bạn. Bây giờ YouTube nó không cho mình quay thông tin nữa. Rồi, mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Mình sẽ rất là hy vọng lại có thêm một clip nữa cho chiếc màu đỏ ha. Hiện tại mình còn một chiếc màu đỏ các bạn. Mình sẽ kết thúc video này ở đây luôn. Bạn đã quan tâm thì cứ alo cho nhân viên để được tư vấn chi tiết hơn về ship xe cũng như là vấn đề muốn đặt cọc xe hay nào thế nào đó ha. Bên mình ship toàn quốc, ship tới Hà Nội mà chỉ có 500.000 thôi. Còn loanh quanh từ thành phố Hồ Chí Minh và về tới Cà Mau là miễn phí đó các bạn. Trên tuyến quốc lộ 1A nha. Các bạn chú ý ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Xin chào các bạn.